Những ngày qua, dự án khu đô thị lấn biển nằm gần trục đường ven biển Hạ Long Cẩm Phả đang gây bức xúc trong dư luận khi tác động trực tiếp đến vùng đệm của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long Quảng Ninh. Theo tìm hiểu của báo Sức khỏe và Đời sống, đây là dự án khu đô thị 10B được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 2021 và đang được triển khai thực hiện. Đáng chú ý, dự án này lấn ra Vịnh Hạ Long từ đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả và nhiều núi đá của Vịnh Hạ Long bị đổ đất quây kín thành hòn non bộ giữa dự án. Được biết, dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.232 tỷ đồng, được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 với diện tích khoảng 31,8 hecta, trong đó có 3,88 hecta thuộc vùng đệm Vịnh Hạ Long. Với phía đông giáp biển, phía tây giáp núi Đá Vôi, đầm cây giang, phía nam giáp suối Lộ phòng và phía bắc giáp núi Đá Vôi. Quy mô các hạng mục công trình gồm 451 căn biệt thự và nhà ở liền kề, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 52 căn biệt thự. Ngoài ra còn có các công trình thương mại dịch vụ, trong đó có các khách sạn 7 tầng. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, mục tiêu của dự án góp phần chỉnh trang đô thị, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực, kết nối giữa các khu chức năng đô thị với tuyến đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả. Dự án còn đáp ứng một phần nhu cầu về nhà ở và dịch vụ đô thị của người dân trên địa bàn thành phố Cẩm Phả. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng quý 3 năm 2026, từ đó sẽ hình thành một khu du lịch du lịch đô thị ven biển mới, hiện đại, góp phần nâng cấp bộ mặt đô thị thành phố Cẩm Phả. Cũng theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, dự án sẽ đảm bảo đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật xã hội, khai thác tối đa các điều kiện tự nhiên để tạo dựng không gian quy hoạch đô thị phong phú, góp phần chỉnh trang đô thị khu vực phía Tây thành phố Cẩm Phả. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, nhiều ý kiến cho rằng dự án này lấn ra vịnh Hạ Long cả cây số, tính từ đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều núi đá của vịnh Hạ Long bị doanh nghiệp đổ đất quây kín thành hòn non bộ giữa dự án. Dự án có gần 3,9 hecta nằm trong khu vực bảo vệ 2, vùng đệm của di tích quốc gia đặc biệt Vịnh Hạ Long, chiếm hơn 12% tổng diện tích dự án. Và theo luật di sản văn hóa, việc xây dựng công trình trong khu vực 2 của di tích quốc gia phải có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch. Trước đó, vào tháng 2 năm 2023, trong văn bản trả lời tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai dự án, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị tỉnh và chủ đầu tư thực hiện các giải pháp thi công phù hợp để giảm thiểu tác động tới cảnh quan Vịnh Hạ Long. Đồng thời dự án không được hạn chế tầm nhìn ra biển cũng như khả năng tiếp cận biển của khách du lịch và người dân. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, khu vực thực hiện dự án bao gồm đất bằng ven núi, đất mặt nước, đất đầm bờ với phần lớn là bãi chiều ngập mặn, không có dân cư, không có công trình kiến trúc quốc gia và rừng ngập mặn, di tích lịch sử hay đất quốc phòng. Trước khi triển khai dự án, khu vực này thường xuyên bị ứ động bùn đất khi mưa bão gây mất thẩm mỹ, Ông Nguyễn Mạnh Hà, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh cho biết, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã hai lần tổ chức đoàn khảo sát kiểm tra khu vực triển khai dự án trước khi có văn bản cho ý kiến. Sau khi hoàn thiện thủ tục, tháng 8 năm 2023, dự án đô thị Lấn biển được triển khai xây dựng. Sau 3 tháng thi công, dự án cơ bản hoàn thành đường công vụ rộng 7m để vận chuyển vật liệu xây bờ kè. Tháng 9 năm 2023, Ban quản lý Vịnh Hạ Long kiểm tra giám sát và nhận thấy đơn vị thi công đang đổ đất trực tiếp xuống bãi lầy không có kè vây. Ban cho rằng điều này ảnh hưởng tới môi trường vịnh nên có văn bản đề nghị các sở ban ngành kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công tuân thủ quy định bảo vệ môi trường. Trước phản ánh của báo chí trong thời gian gần đây, ngày hôm qua mùng 6 tháng 11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã có công văn 4773 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thông tin dự án này theo đó bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết đã nhận được thông tin phản ánh từ báo chí cho thấy tại khu vực dự án việc đổ đất trực tiếp xuống vùng nước vịnh hạ long mà không có các giải pháp bảo vệ môi trường sẽ gây ô nhiễm môi trường nước ảnh hưởng đến các hệ sinh thái của khu vực danh thắng vịnh hạ long công văn 4773 cũng cho biết để hạn chế tác động xấu tới di sản bộ văn hóa thể thao và du lịch đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh chỉ đạo cơ quan liên quan của tỉnh hai việc thứ nhất phối hợp với chính quyền địa phương và chủ đầu tư khẩn trương kiểm tra thực tế tại khu vực dự án để đề xuất biện pháp xử lý bảo vệ các giá trị di sản. Thứ hai, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện nghiêm các nội dung được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch coi ý kiến từ tháng 2 năm 2023 tại công văn số 507 BVHTTZL KHTC. Trong đó, đặc biệt lưu ý quá trình nghiên cứu triển khai dự án cần thực hiện đánh giá tác động môi trường theo hướng dẫn của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới. Công văn 4773 cũng nhắc lại việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo cơ quan liên quan và hướng dẫn chủ đầu tư dự án khu đô thị 10B thực hiện một số nội dung trong quá trình nghiên cứu triển khai dự án. Trong đó có việc cần tuân thủ các quy hoạch, tổ chức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và giao Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Quảng Ninh Ban quản lý Vịnh Hạ Long và các cơ quan chức năng trong quá trình triển khai dự án thường xuyên giám sát, kịp thời có sự điều chỉnh phù hợp nhằm tránh tác động tiêu cực có thể phát sinh trong quá trình thực hiện ảnh hưởng đến vẻ đẹp tự nhiên và các giá trị địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học của Vịnh Bái Tử Long và Vịnh Hạ Long. Công văn 4773 cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông tin rộng rãi đến các cơ quan thông tin đại chúng về nội dung quá trình triển khai thực hiện dự án nói trên, đồng thời làm rõ những mục tiêu đặt ra của dự án trong tổng thể định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Ngày mùng 5 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đã có văn bản chỉ đạo giao Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Cẩm Phả khẩn trương kiểm tra dự án tại khu đô thị 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, xem xét các vấn đề dư luận báo chí phản ánh để có biện pháp giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả ra soát hồ sơ pháp lý, quy trình thủ tục về các nội dung báo chí phản ánh liên quan đến dự án khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tham mưu đề xuất theo đúng các quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 11 năm 2023. Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 3105 UBND ZTCNXD ngày 5 tháng 11 về việc kiểm tra dự án đô thị tại khu 10B, ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả đã giao phòng tài nguyên và môi trường thành phố Cẩm Phả, chủ trì phối hợp với phòng quản lý đô thị văn hóa và thông tin, Ủy ban Nhân dân phường Quang Anh và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường thi công dự án khu đô thị tại khu 10B vùng đệm của Vịnh Hạ Long. Việc kiểm tra nhằm làm rõ nội dung phản ánh của báo chí liên quan đến quá trình thi công của dự án, tham mưu đề xuất theo đúng các quy định của pháp luật. Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả trước ngày 10 tháng 11 để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Văn bản này đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital tạm dừng thi công dự án, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả để thực hiện các nội dung liên quan trong công tác quản lý nhà nước và các quy định của pháp luật. Trên tinh thần đó, chiều ngày mùng 6 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả đã có công văn số 4784/UBND giao Phòng Tài nguyên và Môi trường Cẩm Phả chủ trì phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ của thành phố tiến hành kiểm tra việc triển khai dự án Đỗ Gia Capital theo các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh hoàn thành trước ngày mùng 10 tháng 11. Đồng thời văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả cũng yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital tạm dừng triển khai dự án để phục vụ công tác kiểm tra. Dự án khu đô thị 10B đang thu hút sự quan tâm của dư luận vì lo sợ ảnh hưởng xấu tới môi trường, cảnh quan thiên nhiên Vịnh Hạ Long. Nhiều thông tin được báo chí phản ánh cho thấy, trong tháng 9 thực hiện dự án, chủ đầu tư đã đổ đất trực tiếp để san lấp mặt biển ven bờ thuộc khu vực dự án. Việc thi công được thực hiện khi chưa có kẻ vây nên đã gây ảnh hưởng tới môi trường biển thuộc vùng đệm di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, vùng bảo vệ 2 của di tích quốc gia đặc biệt Vịnh Hạ Long. Trả lời trên tờ lao động về sự việc này, giới chuyên gia đánh giá hành động này là vi phạm không thể chấp nhận. Giáo sư tiến sĩ Trường Quốc Bình, nguyên phó cục trưởng Cục Di sản Văn hóa cho rằng, việc đổ đất xuống vịnh Bái Tử Long có thể cho là xả thẳng các phế liệu, đất đá xuống nước, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường tự nhiên và hệ sinh thái. Ông Bình khẳng định, doanh nghiệp có thể khẳng định khu vực xây dựng không thuộc vùng lõi của vịnh Hạ Long, nhưng dự án này đang lấn biển, tức là vi phạm nguyên tắc về bảo vệ di sản. Tôi thấy đây là vi phạm trắng trợn. Vịnh Hạ Long được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ngày 12 tháng 8 năm 2009. Được UNESCO hai lần công nhận di sản thiên nhiên thế giới nhờ giá trị nổi bật toàn cầu về thẩm mỹ năm 1994 và giá trị địa chất địa mạo năm 2000.